Thì trong lúc cũng ở già cũng buồn buồn đó, bữa cũng lấy máy ra, khi mới ngồi đây cũng lấy máy ra coi, Dạ. cũng coi cũng cũng cũng, cũng coi đây nó là lừa đảo rồi, thì cô cũng mở máy ra cũng coi một, cũng chưa hết nhưng mà cũng coi được một 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 một, một đoạn á, Vâng. một khúc nào đó. Dạ. Ra vì họ lợi dụng để họ cùng cùng dựa theo cùng cùng như ý cùng như Quỳnh, họ lấy trong 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 hình ảnh của mình á, hình ảnh hai hai đứa bé của mình họ đăng Dạ, lên, dạ. họ đăng lên nhưng mà đăng lên nhưng mà cũng trùng tên tên của ba bé, Đúng rồi. nhưng mà cũng trùng là của mẹ bé, Vâng. vì đây là có ba, ba là Nguyễn Duy Biên mà mẹ là Nguyễn Thị Huế, Dạ. cho đây là chắc ba, nhưng mà họ đăng lên là họ sinh là họ lừa đảo là chắc ba Vâng. nhưng có mẹ, Đúng rồi. nhưng mà ba là tên khác. Vâng. Và cũng cái địa chỉ thì lại giống nhau, đó là vẫn là Địa xóm 1 chỉ thôn vẫn Long Đài. chọn chọn nhau. Vâng. Kính thưa toàn thể quý vị, ngày hôm nay thì Khánh vẫn đang tiếp tục những cái công việc hàng ngày của mình, vẫn đang ở cửa hàng để bán hàng đấy quý vị. Tuy nhiên thì thực sự là trong những ngày gần đây Khánh nhận được rất là nhiều thông tin liên quan đến một cái vụ lừa đảo vô cùng nghiêm trọng quý vị ạ. Lợi dụng cái lòng thương hại của những nhà hảo tâm, của quý vị khán giả, cái lòng từ bi bác ái của những nhà hảo tâm đấy để chiếm đoạt tài sản của họ. Thì thực sự là khi mà thấy những cái câu chuyện như thế này, Khánh thực sự rất là nhức nhối quý vị. Đó là câu chuyện mà hai cháu gái rất là tội nghiệp, rất là đáng thương ở xóm 1, xã thôn Long Đài, xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Thì hai cháu bị đuối nước rất là thương tâm. Thì quý vị chúng ta đã biết rồi, trong cái chương trình mà Khánh vừa rồi có chia sẻ, đó là cháu Nguyễn Thị Như Ý và Nguyễn Thị Như Bệnh, Như Như Quỳnh đấy. Đấy, thì đây là một cái câu chuyện mà rất là hy hữu và vô cùng đau thương quý vị, để lại một cái nỗi đau vô cùng lớn cho ba mẹ của hai cháu, đồng thời là cái nỗi xót xa vô hạn của biết bao người thân trong gia đình của các cháu nữa. Tuy nhiên thì với cái câu chuyện thương tâm này lại là một cái miếng mồi rất là ngon cho những kẻ lừa đảo mà hiện nay đang mang một cái mác gọi là từ thiện, gọi là câu lạc bộ trái tim yêu thương đấy, kêu gọi để giúp đỡ cho những cái hoàn cảnh khó khăn, và cụ thể đó là kêu gọi để xin áo quan cho hai cháu Như Ý và Như Quỳnh quý vị. Thì thực sự rất là nhức nhối. Thì lần trước Khánh đã có làm một cái video để chia sẻ với toàn thể quý vị về cảnh báo về một cái số tài khoản ở tại ngân hàng Sacombank có chủ tài khoản là Trương Văn Thình đấy. Sau khi mà Khánh đăng tải cái bài đó lên thì cũng được rất là nhiều quý khán giả chúng ta rất là quan tâm, ủng hộ và cũng mong muốn là vạch mặt những cái kẻ gian đó ra. Và sau khi mà Khánh chia sẻ cái câu chuyện đó đấy thì Khánh đồng thời cũng đã có gọi điện cho một người bạn thân của Khánh. Hiện nay thì đang làm công an tại Hà Tĩnh, chuyên về bên chỗ là bên bên công an hình sự đấy, có hỏi về vấn đề này. Thế thì bạn của Khánh mới có nói với Khánh rằng là thực sự bây giờ Khánh không phải là người bị hại. Cho nên là nếu trực tiếp Khánh để đến mà báo công an để trình bày cái này thì nó hơi khó, mà phải là cái người bị hại đấy, tức là cái người mà đã chuyện tiền cho cái người này để làm từ thiện ấy, thì đến trình báo thì nó mới được. Cho nên là trong những ngày vừa qua Khánh rất là trăn trở quý vị. Và sau cái video này thì chắc chắn một điều rằng là Khánh cũng sẽ đến cơ quan công an một lần để trình báo về cái vấn đề này, để xem là các anh các chị trong lĩnh vực công an, các anh các chị trong các cái là có thẩm quyền, có chức trách, có nhiệm vụ sẽ có cái suy nghĩ như thế nào, có cái động thái như thế nào về cái tình hình lừa đảo mang mác danh từ thiện hiện nay. Thì xin thưa với quý vị rằng là vừa rồi đấy thì Khánh đã được một cái bạn quê ở Quảng Bình, đó là bạn Lưu Văn, có chia sẻ với Khánh về cái bài viết mà trước đó Khánh đã chia sẻ rồi. Và hôm nay đấy thì tiếp tục quý vị, trong những ngày gần đây thì Khánh lại tiếp tục nhận được rất là nhiều cái sự chia sẻ của rất là nhiều khán giả gửi về cho Khánh, có những cái bài viết liên quan đến việc là kêu gọi áo quan, gọi là hỗ trợ tang phí cho hai bé là Như Ý và Như Quỳnh ở tại thôn 1
thôn xóm 1, thôn Long Đài, xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Tuy nhiên ấy, thì cái lời kêu gọi và những cái thông tin trong cái bài chia sẻ này đấy, nó hoàn toàn sai sự thật về một cái hoàn cảnh mà tại xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình, quý vị ạ. Thì Khánh muốn chia sẻ với quý vị ở đây, muốn cung cấp một cái thông tin chính thống để cho quý vị chúng ta nắm bắt được. Hai cháu bị đuối nước ở xóm 1, thôn Long Đài, xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Đó là hai cháu Nguyễn Như Ý và Nguyễn Như Quỳnh. Đấy, có trong một cái gia đình mà có bốn anh chị em, có hai anh trai lớn và hai cháu là hai em gái sinh đôi sau. Hiện tại thì ba mẹ các cháu vẫn khỏe mạnh bình thường và công việc là thuần nông nghiệp. Mẹ thì làm nông, còn bố thì làm thợ xây, quý vị. Đó, hai ba mẹ vẫn đang sống khỏe mạnh bình thường. Cha tên là Nguyễn Văn Biên, còn mẹ tên là Nguyễn Thị Huế. Thì đó là thông tin về gia đình của các cháu. Tuy nhiên ấy, trong những ngày gần đây thì rồ lên trên rất là nhiều trang mạng xã hội, trên rất là nhiều nhóm trên rất là nhiều nhóm cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, đặc biệt như là cộng đồng người Việt Nam đang sống tại Đức, cộng đồng người Việt Nam đang sống tại Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản và nhiều quốc gia khác trên thế giới. Được rất là nhiều cái tài khoản mà Khánh nghĩ rằng đây là những cái tài khoản ảo thôi. Đấy, toàn là để những cái hình mà nó không có thật. Đấy, lên và chia sẻ những cái bài viết liên quan đến câu chuyện hai bé đuối nước. Tuy nhiên, trong cái thông tin mà các nhân vật này đăng lên để kêu gọi đấy, thì lại có những cái sự sai lệch. Thứ nhất là về tên của cha, tên của mẹ, rồi tên của các con. Cái phần họ là được thay đổi hoàn toàn, quý vị ạ. Còn phần tên thì giữ nguyên. Còn địa chỉ nơi các cháu ở thì vẫn là xóm 1, thôn Long Đài, xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Để rồi nhằm mục đích là trục lợi, chiếm đoạt tiền của các nhà hảo tâm. Và tiền thì được kêu gọi về một cái số tài khoản mà thực sự là ở đây không phải là ba của các cháu. Vậy thì tiền này nó đi về đâu? Ai là người mà đang trụ tài khoản này và đang chiếm đoạt cái tiền của các nhà hảo tâm trong những ngày vừa qua, được bao nhiêu tiền rồi? Thì thực sự đây là một cái con số mà có lẽ là chỉ có những nhà chức trách mới có thể trả lời cho chúng ta được. Vậy thì ngày hôm nay tiếp tục Khánh xin được chia sẻ với quý vị cái bài viết này và xin được đọc nguyên văn để cho toàn thể quý vị chúng ta được biết đến. Để rồi là quý khán giả chúng ta, nếu ai chợt thoáng qua đọc được cái bài này, mà nếu chúng ta muốn mở lòng từ bi bác ái để giúp đỡ cho hoàn cảnh đó, thì quý vị chúng ta hãy dừng lại gấp, bởi vì cái số tiền đó không phải được đưa đến để giúp đỡ cho hai hoàn cảnh, cho hai cháu bé bị đuối nước thương tâm ở Quảng Bình đâu quý vị, mà đang gửi đến cho những kẻ tồi đồ, những kẻ vô đạo đức, gọi là những kẻ bất nhân đang lừa đảo để chiếm đoạt tài sản của nhà hảo tâm đấy quý vị. Bài viết này được chia sẻ từ một Facebook có tên là Huỳnh Nghi, được chia sẻ cách đây một ngày quý vị ạ. Với cái nội dung Khánh xin được đọc nguyên bản như sau. Xin một lượt chia sẻ công đức vô lượng A Di Đà Phật, nước mắt người cha, kẽ đầu bạc tiện người đầu xanh. Hai con lại bỏ cha một mình như vậy, gấp xin áo quan cho hai cháu đuối nước thương tâm, cần lắm sự chia sẻ hùn phước lúc này, mong quý bạn chia sẻ bài viết giúp hai cháu với. Hai con tên là Lê Thị Như Quỳnh và Lê Thị Như Ý, sinh đôi năm 2012, địa chỉ xóm 1, thôn Long Đài, xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Bố con tên là Lê Đình Hải, mẹ con mất sớm để lại ba cha con cạnh gà trống nuôi con. Anh Hải đi làm ruộng thuê, sáng nay bố cháu đi làm sớm, không có ở nhà. Hai chị em dắt nhau ra bờ hồ bắt ốc thì dẫn đến tai nạn đuối nước nghiêm trọng. Nhà các cháu nghèo quá, không có kinh phí mai táng. Hiện tại bố con thì chạy ngược chạy xuôi lo kinh phí mai táng cho hai con. Mọi người trong xóm ngồi bên hai thi thể con khóc hết nước mắt. Rất cần sự hỗ trợ hùn phước áo quan cho hai con lúc này. Mọi sự hùn phước áo quan ma chay cho con. Câu lạc bộ Trái Tim Yêu Thương xin là cầu nối kêu gọi giúp gia đình qua tài khoản của ba hai con. Số điện thoại 0925 275 953. Tên Lê Đình Hải. Tại ngân hàng là Sacombank.
số tài khoản là 0602 56 59 80 46. Trong lúc bối rối xin tha thứ và mời và xin cùng cầu nguyện cho hương linh hai con an nghỉ. Để minh bạch trong công tác từ thiện, quý mạnh thường quân khi gieo duyên giúp đỡ gia đình, khi chuyển khoản vui lòng ghi tên ủng hộ chi phí mai táng cho hai con, xin cảm ơn. Đấy, thì đó là nội dung về một cái bài chia sẻ. Và đây thì chụp ảnh ghi rất là rõ, chụp ảnh đầy đủ rất là rõ về hình ảnh mà hai cháu bị đuối nước khi mà đang khi mà mới được được vớt lên đấy quý vị. Đấy. Thì ở trong đây quý vị chúng ta lưu ý một cái điểm ở đây, đó là gì? Thứ nhất đó là trong cái bài viết này ghi là tên của cha là Lê Đình Hải. Trong lúc đó thì bố của các cháu đấy, cha của các cháu tên là Nguyễn Văn Biên. Và mẹ thì vẫn đang, hai cha mẹ vẫn đang khỏe mạnh, mẹ tên là Nguyễn Thị Huế. Nhưng trong bài viết này thì là cạnh gạt trống nuôi con quý vị. Đấy. Và mọi sự giúp đỡ thì chuyển vào số tài khoản của ba hai con, tức là người cha của hai con ấy, thông qua tên số tài khoản là Lê Đình Hải, ngân hàng Sacombank và số điện thoại thì Khánh vừa đọc đấy quý vị. Và quý vị ạ, không chỉ là một cái tài khoản Facebook là Huỳnh Nghi vừa Khánh vừa đọc cái bài viết kêu gọi đó đâu, mà còn rất là nhiều bài nữa quý vị. Và tiếp nữa lại có một cái bài viết của một cái Facebook được cho là có tên là Sư Cô Hương Nhũ. Đấy quý vị, Sư Cô Hương Nhũ. Đó. Sư Cô Hương Nhũ đây quý vị. Và cũng với nội dung tương tự như lúc nãy. Và cũng tên tài khoản là Lê Đình Hải, ở tại ngân hàng Sacombank. Rất là nhiều cái bài viết chia sẻ. Đấy. Rồi tiếp nữa là một cái bài viết cũng kêu gọi của một Facebook được cho là là tên, có tên là Chân Em. Đấy, với một cái hình ảnh là một cái Phật tử ở trong nhà chùa đấy quý vị. Trong cái địa chỉ là sống ở Cà Mau, hiện tại đang độc thân, cũng kêu gọi. Và trong cái bài viết này thì là của một cái người này, thì của người mà có Facebook là Chân Em này đấy, thì là nội dung là tương tự, nhưng chỉ có là tên tài khoản và tên cha của hai cháu ấy là Trương Văn Thình, chứ không phải là Nguyễn Đình Hải như lúc này nữa. Lê Đình Hải, chứ không phải là Lê Đình Hải như lúc này nữa. Đấy quý vị. Thì qua đây thì quý vị chúng ta mới thấy rằng là trong những ngày vừa qua đấy, trong những ngày vừa qua nở rộ lên một cái hình thức lừa đảo trên cái sự đuối nước thương tâm của hai cháu gái rất là đáng thương, rất là tội nghiệp ở xóm 1 thôn Long Đài, xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Đấy quý vị. Thì không biết rằng với những cái sự lừa đảo một cách trắng trợn trên các cái trang mạng xã hội như thế này, dựa vào những câu chuyện có thật, sau đó là biến tướng, thay tên đổi họ, thay họ giữ tên để rồi trục lợi, chiếm đoạt tiền của các nhà hảo tâm, thì không biết những cái hình thức này, những cái kiểu lừa đảo này thì các nhà chức trách, đặc biệt đó là các anh trong lĩnh vực công an, các chú ban ngành công an sẽ có những cái hình thức là điều tra để rồi xử phạt những cái kẻ tồi đồ này như thế nào. Nhưng đối với bản thân chúng ta, bản thân Khánh là một người dân bình thường thôi, đặc biệt là lại đang làm trong cái chương trình kết nối từ thiện nữa, thì khi mà nhìn thấy những cái vấn đề như thế này rất là bức xúc quý vị ạ. Và điều này rất là mong muốn được toàn thể quý vị, cộng đồng mạng chúng ta cùng nhau lan tỏa để sớm vạch trần cái bộ mặt của những kẻ lừa đảo, để sớm đưa chúng ra trước vành móng ngựa và phải có những hình thức kỷ luật một cách thích đáng, để cho những kẻ lừa đảo này là không còn có những cái là chiêu bài để lừa đảo, để chiếm đoạt tài sản của các nhà hảo tâm nữa, để mang lại một cái cuộc sống nó vui vẻ, mang lại một cái gọi là một cái môi trường kêu gọi từ thiện nó lành mạnh, để không để lại những cái nghi kỵ, cái mất đi lòng tin của các nhà hảo tâm khi mà chúng ta là những người làm công tác từ thiện một cách chân chính, đứng ra kêu gọi để giúp đỡ cho những mệnh đời bất hạnh một cách rõ ràng quý vị ạ. Và sau đây thì Khánh mời quý vị, chúng ta sẽ cùng với Khánh lắng nghe cái cuộc điện thoại mà Khánh gọi điện thoại trực tiếp cho cái người mà có số điện thoại trong cái bài viết
của Facebook là Huỳnh Nghi, mà được cho là số điện thoại của ba hai cháu bị đuối nước thương tâm ở tại xã Hiền Ninh này quý vị. Số điện thoại là 0925 275 và 953 để xem là thanh niên này nói cái gì quý vị nhé. Mời quý vị chúng ta cùng lắng nghe. Khánh sẽ cố gắng nói một cái dòng nó khác khác một chút, không là nó nhận ra. Đề nghị người dân đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà và không tụ tập đông người. Số điện thoại của khách vừa gọi hiện chưa đăng ký. The subscriber you have called has not been registered. Số thuê bao vừa gọi là hiện chưa đăng ký à? Số thuê bao. Quý vị này, chúng ta nó cung cấp cái số điện thoại lên đây quý vị. Nó cung cấp cái số điện thoại lên trong cái bài viết này. Tuy nhiên, người dân đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà và không tụ tập đông người. Tuy nhiên khi Khánh gọi thì lại thuê bao là không đăng ký. Số thuê bao quý khách vừa gọi hiện chưa đăng ký. Đấy quý vị. The subscriber you have called. Đăng bài viết lên có số điện thoại, có số tài khoản. Tuy nhiên thì số điện thoại là chưa đăng ký quý vị. Có lẽ là lần trước đấy, Khánh có làm một cái video về cái việc là tố giác những cái kẻ lừa đảo này. Và Khánh có gọi điện trực tiếp cho chúng nó, sau đó thì ghi âm lại và có đăng tải trên cái kênh YouTube của mình đấy. Thì qua đó có lẽ là đã đến tai của chúng nó rồi. Cho nên là ngày hôm nay nó đăng một cái số điện thoại lên. Và hiện tại thì cái số điện thoại này nó chưa đăng ký quý vị, là một cái số điện thoại ảo thôi. Đấy, thì qua đây đấy thì Khánh cũng muốn chia sẻ với toàn thể quý vị rằng là nếu ai đó mà chúng ta đã từng chuyển tiền để giúp đỡ, để làm phúc, để gọi là hỗ trợ mai táng cho hai cháu là Nguyễn Thị Như Ý và Nguyễn Thị Như Quỳnh, nhưng lại thông qua cái số tài khoản của cái người được cho là cha của các cháu trong cái bài viết mà của những cái người mà được cho là câu lạc bộ Trái Tim Yêu Thương này đấy, qua số tài khoản của Trương Văn Thình và Lê Đình Hải, thì rất mong toàn thể quý vị chúng ta sớm là đến cơ quan chức năng, đặc biệt là cơ quan công an nơi gần với quý vị nhất để trình báo về cái vụ việc này, để được là công an vào cuộc một cách sớm nhất để đưa chúng nó ra trước vành móng ngựa và có những hình thức xử đáng và có những hình thức là xử phạt một cách thích đáng. Quý vị ạ, cảm ơn toàn thể quý vị rất là nhiều. Và Khánh rất mong rằng trong cái video này sẽ được toàn thể quý vị chúng ta hãy cùng nhau lan tỏa, lan truyền, chia sẻ để cho tất cả cộng đồng mạng trên đất nước Việt Nam chúng ta cũng như là trên toàn thế giới biết được những cái hình thức lừa đảo một cách tinh vi như vậy, để mong rằng không có những nhà hảo tâm là những người mà đang có những tấm lòng từ bi, bác ái bị lừa đảo. Quý vị nhé, cảm ơn toàn thể quý vị rất là nhiều. Còn bây giờ thì Khánh xin kết thúc này video này ở đây. Cảm ơn toàn thể quý vị chúng ta đã lắng nghe, đã theo dõi cái câu chuyện Khánh vừa đăng tải. Cảm ơn toàn thể quý vị.